em đi ngoài đường mà trời nắng như này anh em rất là sợ đen ra tay này, có những cái tia độc hại chiếu vào da này, thì anh em phải mặc áo chống nắng này, đội mũ cối như em này để bảo vệ cái làn da và cái bản thân của chúng ta, đúng không ạ? Thì bản thân như chiếc xe của anh em mình cũng như thế ạ. Tại đây như chiếc xe này, nếu như là từ hãng đi ra thì cái những chiếc xe này thì nó chưa có dán phim cách nhiệt. Đấy, cái phim cách nhiệt giống như cái làn cái áo chống nắng của anh em để mà bảo vệ cái làn da của anh em và bảo vệ cái nội thất bên trong xe này, bảo vệ chính người lái xe chứ chính anh em ta. Đấy thì để bảo vệ tốt thì anh em nên sử dụng cái dòng phim cách nhiệt như thế nào và loại nào là tốt nhất ạ? Em nay em xin giới thiệu cho anh em một bộ phim, đó là phim 3M Cryptoline, dòng phim cao cấp nhất của 3M hiện tại. Bởi vì sao em lại nói là dòng phim cao cấp nhất và là phim tốt nhất? Đây, anh em có thể thấy đây là trên cái chỉ số của cái nhà sản xuất và của hãng nó công bố, anh em có thể thấy gói phim cao nhất. Đây là cái gói mã màu đỏ đây này. Anh em có thể thấy đây là những cái mã phim với cái năng lượng loại bỏ rất là cao, chống tia hồng ngoại, chống tia cực tím, tia UV đến gần 99,9%, gần như là tuyệt đối cho anh em hoàn toàn, để anh em có thể mà bảo vệ cái sức khỏe cho anh em khi anh em di chuyển trên đường, bảo vệ sức khỏe cho anh em khi anh em lái xe trong thời gian dài đấy, và chống nóng. Ngoài cái tác dụng chống nóng ra nữa thì anh em có thể thấy là khi mà dán bộ phim cách nhiệt tốt, hạn chế được nắng nóng nhiều, thì chính cái và sẽ tiết kiệm cho anh em được nhiên liệu, bởi vì cái điều hòa của anh em sẽ làm việc rất là nhẹ nhàng, không phải hết công suất nữa, thì vừa tiết kiệm nhiên liệu và có những cái gói phim để đảm bảo cái độ riêng tư cho anh em. Đây anh em có thể thấy là khi mà dán cái bộ phim xong thì anh em có thể thấy là cái độ riêng tư rất là cao, bên ngoài nhìn không thấy nhưng mà bên trong vẫn nhìn ra được. Đấy, anh em đi ngoài đường anh em có thấy sự riêng tư ạ, thoáng mát hơn rất là nhiều. Đấy, còn bên trong nhìn ra đây anh em có thể thấy trong nhìn ra vẫn như bình thường anh em nhé, và cửa chống chói chống lóa rất là tốt. Và phim thì bảo hành bao nhiêu lâu ạ? Với cái bộ phim 3M phim chính hãng như này thì bên em bảo hành cho anh em là 10 năm. Bong chóc nổ rộp phồng rộp, anh em đi ngoài đường như thấy có những cái xe nó bị phồng nổ rộp như thế thì hãng sẽ bảo hành lại cho anh em hết, và trong vòng 10 năm anh em đi 9 năm 10 tháng mà bị hỏng em vẫn qua bóc quay dán lại cho anh em. Đấy, chính sách bảo hành của hãng nó sẽ rất là tốt như vậy. Còn anh em mà dán phim cách nhiệt nên chọn địa chỉ uy tín và chất lượng, còn dán ở đâu ạ? Đến ngay Agala Thái Nguyên anh em nhé.